Thưa quý vị, phản ánh đến đường dây nóng của VTC9, khán giả của thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết thời gian này tại một số tuyến phố thực hiện lát đá vỉa hè. Tuy nhiên, nhiều bất cập đã xảy ra trong quá trình thi công, ảnh hưởng đến giao thông môi trường, còn khiến cho người dân cuộc sống bị đảo lộn. Cụ thể, trên phố Lý Tự Trọng, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, tình trạng đào bới thi công tại vỉa hè diễn ra đã nhiều tháng nay. Vật liệu xây dựng đổ ngổn ngang khắp nơi, thi công không biển báo và che chắn đã gây ô nhiễm môi trường tại các tuyến phố vỉa hè cũng bị đào lên chôn xuống. Việc thi công khiến cho những người đi bộ qua đây phải đi xuống lòng đường gây mất an toàn giao thông. Người dân cho biết từ ngày thi công lát là đá vỉa hè, đường bụi bẩn hơn ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của họ. Đề nghị chính quyền địa phương sớm vào cuộc để chấn chỉnh tình trạng nêu trên.